Kính thưa các anh em nghệ nhân và các anh em cầu thủ đam mê tiếng cầu gáy. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Hôm nay trường 78 cầu gáy Phú Yên đăng lên cho anh em xem một con thổ hai hậu tốt tiếng. Âm rất là phê nghe nè. Con này có đặc điểm là cà lâm gần nguyên trang. Gần nguyên trang. Con này mình bắt này cũng gần hơn hơn 2 tháng rồi. Bắt ở Buôn Thứ của huyện Sông Hinh trên trường trường núi Sông Hinh. Con này mình theo nó là bắt về đội là 3 chiến mà bắt được. 2 chiến trớt vớt, vừa mò, vừa mớm, vừa không. Và chiến thứ ba mình mới bắt được. Bắt nó thì không phải bằng lập lập lá và lập gáo, nhưng bắt nó bằng lập đất. Tại vì lập lá với lập đất là nó chơi nó không chịu nhập nhập vô, nhưng mà nó không chịu nhảy, nó sàng miết, nó đấu miết với con mồi mình. Và lòng cò cũng vậy, nó đã con này nó rất biết biết lòng rồi, cũng nhiều anh em cầu thủ cũng đã chạm rồi, cho nên là nó cũng đã quái quái cu rồi, mình mới chuyển qua bắt lập đất. Thì mình nói sơ qua về cái ngoại hình vóc dáng của con chim này. Con chim này là một con chim to con. Bao mình kín. Anh em xem, bao mình rất kín. Bản lưng rất to. Ngực nô, ngực bự đó. Ngực nô, ngực bự nha. Cườm đấm cườm cao, cườm lả, đấm cườm nát nha. Con này đấm cườm nát, cườm đen rất dày. Và đấm cườm lửa cũng rất nhiều. Cườm lửa đấm từ dưới chân lên cũng rất rất nhiều. Lòng lòng gói thì đóng phủ phủ gói nha. Chân to. Con này đóng chân to. Anh em xem mặt của nó đây, nó có bộ chi giảm nhỏ chỉ thẳng vô trong mí mắt thôi. To chim. Con này có bộ lông đỏ, bộ lông nó rất đỏ, hoặc dầu đen. Con này mà anh em đưa về đội thì đào tạo mai mốt là một con chim mồi có tố chất nha. Nói chung là một con mồi rất đẳng cấp. Tại vì mình bắt ở ngoài rừng là một con chim khá bài bản. Hôm nay mình đăng lên, mình chia lại cho anh em. Về nước chơi con này thì nói chung là hồi mình lên chuyến đầu tiên là mình cũng không biết nó ở cái thuộc cái thung lũng đó. Mình mới móc con mồi lên và nó nghe từ xa là nó làm mình nghe phê lắm. Cái âm của nó mình nghe cũng đã phê rồi. Mà nước non thì quá quá bài bản. Cứ nước thúc là nó đổ, thúc là nó đổ. Chim này đặc biệt. Nước nước gù đường gù, còn khi nó nhập tàng đầu nó chơi với con chim mồi là mình 50 50 thôi. Nó chơi mình ngồi chỉ là nghe mà đứng tim thôi. Cứ nó sàng qua sàng lại nó gù, trớ mình nó gù, làm liên tục. Nhưng mà nó không chịu nhảy. Lần thứ hai mình quyết định là đi đi cò. Tập đưa qua cò luôn. Mồi mình đưa qua cò nhưng mà nó cũng không chịu nhảy. Nói chung là nó hợp tiếng với con đưa 25 mình. Không chịu nhảy. Lần thứ ba mình quyết định là đưa xuống đất. Và thu phục bằng được. Mà nay nuôi là hơn 2 tháng mấy rồi. Cũng đã gáy rai rai rồi. Đã gáy rai rai rồi. Chim này lo do mình đưa cái máy vào mình quay á, cho nên là nó hơi nhoi nhoi. Chứ bình thường nó đứng rất dạng dĩ. Anh em xem. Bộ lông di của nó đóng nhỏ mà đóng dày, rất dày. Anh xem ha. Anh em xem. Đóng rất dày. Hôm nay mình đăng lên, mình chia sẻ cho anh em. Anh em nào xem cảm thấy hợp thì liên hệ với mình. Số điện thoại của mình là 0935 46 4834. Hoặc là cái số Zalo là 0762 712 236. Anh em kết bạn qua số Zalo đó để trò chuyện nhiều hơn.
Trước hết là mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh em nghệ nhân cũng cùng anh em cầu thủ trên mọi miền Tổ quốc trong suốt thời gian qua đã đăng ký kênh cho mình và ủng hộ kênh cho mình. Mình cũng không biết nói gì hơn thì xin chân thành cảm ơn. Và trong suốt thời gian qua cũng cũng có nhiều anh em cầu thủ ủng hộ mình, mua cu của mình gọi là ủng hộ mình. Và cũng chia sẻ mình chia sẻ cái niềm đam mê. Trước hết mình cũng xin chân thành cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh em cầu thủ. À, mình con này nói chung là một con chim bài bản có tố chất. Đó. Như con này là đóng bộ chân tím á sao nè con này. Con này đóng bộ chân tím nè. Còn mình cũng không 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 để ý. Con này đóng bộ chân tím không ta. Chân tím. Anh em nào xem cảm thấy hợp thì đưa nó về đội để đào tạo. Mình xin kết thúc cái video ở đây. Xin chân thành cảm ơn. Và hẹn tất cả các anh em trong những clip tiếp theo.